Thưa quý vị, chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban đánh giá về tình hình kinh tế xã hội trong 8 tháng qua và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Sự nỗ lực phấn đấu của các cấp các ngành, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp chung sức vượt qua khó khăn đã góp phần rất lớn trong phát triển kinh tế xã hội. Các ngành lĩnh vực kinh tế có sự phục hồi và phát triển. Tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản ước đạt 290.315 tấn, tăng 7,96% so với cùng kỳ. Xuất khẩu hàng hóa hơn 58.000 tấn, tăng 7,38% so với cùng kỳ, mang lại giá trị kim ngạch đạt hơn 597 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 6,9% so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 8,34% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 49.805 tỷ đồng, tăng 18,87% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 2.779 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được hơn 1.536 tỷ đồng, đạt 39,4% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có bước phát triển, các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện tốt và kịp thời. Công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng lãng phí được triển khai quyết liệt. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển. Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vẫn còn một số hạn chế như chi phí đầu tư nuôi tôm, nhất là nuôi công nghệ cao tăng cao, trong khi giá tôm thương phẩm giảm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp. Một số dự án đầu tư công triển khai chậm so với kế hoạch, công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ giáo viên còn thiếu so với định mức, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học ở một số trường chưa đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Công tác thu hút đầu tư cho các dự án du lịch Bạc Liêu chưa nhiều, tỉnh chưa có cơ chế chính sách đặc thù dành riêng cho nhà đầu tư lĩnh vực du lịch. Việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh còn chậm. Nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại một số cơ quan đơn vị địa phương còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, hạn chế vướng mắc liên quan đến các lĩnh vực như tình hình sản xuất, phòng chống khai thác IOU, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để giải ngân thực hiện dự án đường về trung tâm huyện Hồng Dân, hạ tầng nước sạch cho trung tâm thị trấn Gành Hào, khẩn trương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất để triển khai thực hiện đề án hạ tầng nghề muối, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng là nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trong tháng qua và định hướng kế hoạch cho tháng kế tiếp. Vì vậy, cần xem xét từng chỉ tiêu kế hoạch cụ thể. Nếu tháng này thực hiện chưa tốt, thì cuộc họp sẽ phân tích làm rõ những nguyên nhân để tháo gỡ và đề ra mục tiêu cho tháng kế tiếp thực hiện tốt hơn. Đồng chí cũng chỉ đạo, trong lĩnh vực giải ngân vốn xây dựng cơ bản, các sở ngành địa phương phải tập trung xử lý các vướng mắc để cuối năm đạt 95% kế hoạch vốn phân bổ. Đối với các công trình dự án đã giao đất cho nhà đầu tư nhưng tiến độ triển khai chậm, cần phải sớm có giải pháp xử lý dứt điểm. Các cấp các ngành phải tập trung quan tâm xây dựng đảng, hệ thống chính quyền trong sạch vững mạnh, phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn, đồng thời làm tốt công tác quốc phòng an ninh, giữ gìn tốt trật tự an toàn xã hội. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng thời cho rằng đây là lần đầu tiên mà Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện cuộc họp giao ban về tình hình kinh tế xã hội hàng tháng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở ngành địa phương cần tập trung quyết liệt để thực hiện tốt các kế hoạch đối với từng công việc, nhiệm vụ được giao và có báo cáo để văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo với thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh để có định hướng chỉ đạo xử lý tháo gỡ kịp thời.